Tin Vatican. Công nghị tuyên thánh đồng thanh biểu quyết tuyên thánh cho 6 vị vào ngày 14 tháng 10. Lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ tọa công nghị tuyên thánh cùng với các hồng y đang có mặt tại Roma. Công nghị đã đồng thanh biểu quyết tuyên thánh cho 6 vị. 1. Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Luật. 2. Đức Tổng giám mục Oscar Anufo Romero Gadansme Tử Vì Đạo. 3. Cha Francisco Panelli Linh Mục Triều, đứng sáng lập dòng các nữ tu chầu thánh thể. 4. Cha Vincenzo Romano Linh Mục Giáo Phận. 5. Chị Maria Catarina Casper, nữ tu sáng lập dòng nữ tỳ khó nghèo của Chúa Giêsu Kitô. 6. Chị Nazaria Ignacia của Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, nữ tu sáng lập dòng các thập tự quân truyền giáo của giáo hội. Trong công nghị, Đức Thánh Cha đã truyền ghi tên các vị chân phước này vào sổ bộ các thánh vào ngày 14 tháng 10, 2018. Cũng trong ngày 14 tháng 10 tới đây, trong thời gian Thượng Hội đồng Giám mục về người trẻ, kéo dài từ mùng 3 đến 28 tháng 10, sẽ diễn ra lễ tuyên thánh cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục và Đức Tổng Giám mục Oscar Romero